chúng ta, nhìn từ trên góc độ của một người làm cha, đối với con cái của chúng ta dùng tình thân để gắn kết, nhờ đó mà xây dựng được một tình cảm tốt đẹp như vậy. Hãy xem ta là mọi người. Nỗi lo của muôn dân là nỗi lo của bản thân. Đã gánh trên vai trách nhiệm của một vị vua thì phải đối xử bình đẳng, vì muôn dân mà mưu cầu hạnh phúc. Hãy trân quý quyền lực trong tay của mình. Bệnh tật đau đớn và lo âu của thân thể là điều ai cũng phải trải qua. Nếu quý vị xây dựng được một xã hội có pháp lý công bằng chính nghĩa, sẽ khiến cho muôn dân luôn sống trong hòa bình an lạc. No.